tả cha khó. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 19, tương ứng với bài 7, quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ buổi trưa. Trung ủ Trung Trung Ủ Ủ Trung ủ Trung ủ Buổi trưa bạn không? Trung ngủ mắng mà. Trung ngủ mắng mà. Buổi trưa về trường. Trung ngủ về trường. Trung ngủ về trường. Trung ngủ về trường. Buổi trưa bạn đi đâu? 中午你去哪儿？中午你去哪儿安哥，黑夜 m h 来吃饭。吃。吃。饭。饭。吃饭。吃饭。 Ăn cơm trưa, trong đó từ trưa dùng ủ trong trung ủ. Nguyên văn là ăn trưa cơm. Chữ ủ phản ủ phản ủ phản Ăn cơm à? Chủ phản mà. 吃饭吗安哥啊吃午饭吗吃午饭吗我就要把地中午你去哪儿中午你去哪儿安哥 trừ phản. Hãy nói, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trung午你去哪儿吃饭？Trung午你去哪儿trừ phản？Bây phản. giờ là cách nói tên Mary, tên một bạn người nước ngoài. Dịch sang tiếng Trung, âm Hán việt là Mã lệ, Mã lỉ. 马马丽丽玛丽玛丽 Mary là người n ư nào？玛丽是哪国人？玛丽是哪国人？ Mary học tiếng Trung. Mã lì xuế hải Mã lì trung Bây giờ là từ nhà ăn nguyên văn là thực đường. Sứ tháng. Sứ. Sứ. Tháng. Tháng. 食堂，食堂。去三家安原话啦去家安去食堂，去食堂。去三家安吃哥去食堂吃饭。 去食堂吃饭。去三家安安午餐。去食堂吃午饭。去食堂吃午饭。去三家安。 我去食堂。我去食堂。Mary đi ra nhà ăn。玛丽去食堂。玛丽去食堂。Hãy hỏi lại. Buổi trưa b á n đi đâu ăn cơm? 中午你去哪儿吃饭? Trung午你去哪吃饭？Mình đi ra nhà ăn. 我去食堂我去食堂。bây giờ 我去食堂。hãy nghe đi nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng học tiếng Anh, học Yên. ngữ. Thiên Môn. môn. Thiên Mấn. Đi Đi hay không đi Đi hay không? bố Anh, Tạm Tạm biệt. Giải triển. Mời uống trà. Chỉnh hơ trả. Đừng khách sáo. Bố cờ chỉ. Công việc bận không? Cung dù ở máng mà. Người Trung Quốc. Trung Quốc rấn. Người Mỹ mày quá Học cái gì? Xúi xí sớm á? Phát âm. Pha yên. Sách tiếng Trung của ai? Sách Trung văn của ai? Sấy đờ Trung su. Đó là tạp chí tiếng Anh, đó là tạp chí Anh văn. 那是英文杂志。của bạn với nghĩa bạn bè，朋友的。buổi trưa ra nhà ăn ăn cơm，中午去食堂吃饭。Mary，玛丽。